lễ giỗ tổ Hùng Vương ở tại đất nước Việt Nam của mình. Thì bữa nay là tất cả các công nhân với lại tất cả mọi người có một cái ngày nghỉ lễ đi chơi, đi ăn, đi uống vui vẻ tại quán Ti Thiên. Bữa nay tất cả mọi người này rảnh rỗi đến, bữa nay rất là đông. Cho nên bữa nay thì tranh thủ cũng đâm gọi về Tây Ninh với lại thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Thì cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em trích ra thời gian để ủng hộ Ti Thi nha. Ngày hôm nay thì cũng xin chia sẻ với tất cả anh chị em khi đến ở đây thì sẽ có những món ăn như thế nào nè. Chân gà rút xương bữa nay làm 300 hộp để phục vụ tất cả anh chị em mình vào ngày lễ nha. Rất là ngon, thơm, ngon, nực nồng luôn, tất cả anh chị em có thể thưởng thức. Mấy bữa nay thì có chồng rồi cho nên mọi người không có nhớ tới Thi nữa. Nè chồng Thi nè, phải không anh? Trời ơi, nè chồng Thi ngày nào cũng lau nhà dọn dẹp phụ Thi này nọ đó. Nè chồng Thi nè mọi người, 18 tuổi vừa tròn. Nhờ được chồng này cho nên Thi phấn khởi cuộc đời của Thi, phải không anh? Nhìn nè, cười lên nè, phải không anh? Đây là mắm ruốc trộn gỏi 200 ngàn một hộp, chấm xoài, chấm cốc cực kỳ ngon. Có nhận ship các tỉnh luôn nha. Còn đây là củ kiệu ngâm chua ngọt 130, còn có mười mấy 20 hũ là hết, ba khía 160. Mọi người có thể thưởng thức nha. Những cái món ăn này mọi người khi mà yêu mến Thi đó có thể mua về ngồi nhà xem phim Thi xong rồi ngồi ăn cơm, cái lấy ba khía ra mình ăn luôn vui vẻ. Rồi cô có mấy đứa con? Cô 5 đứa. Con trai không? À, hai đứa giống con. Hai đứa giống con là BD hả? Vậy là giải phẫu luôn à. Rồi mấy đứa nữa? Còn mấy đứa? Hai đứa nó có vợ luôn. Hai đứa nó có vợ. Bốn đứa con trai, hai đứa 3D giống như Thi đã chuyển giới, còn hai đứa nữa là lấy vợ. Đúng rồi, tưởng đâu được lên hình nữa không? Phải như còn đứa nữa con trai gả cho con luôn để cho chẳng cặp ba đứa 3D chung nhà luôn, về nhà vui vẻ. Vui không? Rồi bà thấy con mà bà thương không? Rồi lúc bà đẻ con ra bà biết vậy bà có buồn không? Nói là con không có buồn. Không có buồn hả? Vui không? Vui. Rồi làm được ra làm ra tiền rồi nó cho bà không? Cho. Bà thấy đứa con trai với đứa 3D đứa nào cho nhiều nhất? À, giống con là 3D cho nhiều nhất tiền. Còn trai chỉ biết là kiếm tiền lấy vợ thôi. Đúng rồi. Vậy hả, cho nên anh bà mới yêu mến. Nhưng mà mỗi ngày có uống trà tắc, ăn uống nhà con không? Vậy vậy cơ, con ngon không? Nó đi mua. Ngon không? Ngon lắm. À, nhà ở đâu vậy, nhà cô ở đâu? Nhà cô Bình Chánh. À, Bình Chánh chạy qua đây cũng hơi xa. Xa luôn à. Nhưng mà bà cũng vui chứ bọn. Vui, con vui. Ơi, thương con lắm. Tại biết sao dì thương không? Dì có con giống như con cho nên dì mới thương con. Với con giỏi quá hả? Quá giỏi phải không? Quá giỏi, quá tuyệt. Cảm ơn dì nhiều nha. Cảm ơn mười nhiều, ok. Naka. Cảm ơn cô. Rồi quay qua cô mua mấy ly vậy? Quay qua không gian ngày hôm nay á thì đặc biệt là trà tắc Thái Xanh. Mấy hôm nay á đóng trà đi về Tây Ninh cũng rất là nhiều luôn. Thì cũng nhờ cái sự nhiệt tình của tất cả anh chị em mình yêu mến á. Tại biết sao không? Chủ yếu như nè, mình nói chuyện á để quảng bá. Tại thứ nhất là nếu mình mở quán ra mình mướn người ta quảng bá rất là nhiều tiền. Mướn lần là mấy chục triệu á, không phải dễ đó nha mọi người. Thì cho nên là tự Thi quảng bá, tự Thi quay phim, tự Thi làm trực tiếp luôn. Đặc biệt một cái nữa như vậy nè, tại vì bữa nay á là tập trung lại tất cả anh chị em mình không làm việc đó, tất cả các tỉnh để đến ủng hộ Ti Thi. Thì đặc biệt là cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em mình rất là nhiều luôn. Đó, có thời gian để rảnh rỗi đến, và đặc biệt là mấy anh cộng tươi. Ôi cộng đẹp quá trời, ghét ghê vậy. Anh đây có ai top không? Top hả? Thôi em thấy áo xanh này chắc top nè. Áo trắng cũng top luôn phải không? Thôi vậy đổi là em làm sen cũng được. Em cái nào cũng được hết trơn á. Thôi dễ thương quá, thấy mọi người dễ thương, đẹp trai quá. Cảm ơn nha, chúc mọi người ăn ngon miệng ngày hôm nay. Đặc biệt ngày hôm nay thì tất cả anh chị em rảnh rỗi thời gian là đi ăn gỏi. Và đặc biệt nữa thì trời nóng nắng quá, tất cả mọi người sợ bị đen da, bị cháy da, cho nên là bị đỏ da, cho nên mọi người cũng không có đến ăn gỏi giống như mọi lần. Nhưng mà bữa nay đông nha, bữa nay đông là vì thứ nhất là tại vì tất cả anh chị em có một cái ngày dịp lễ nghỉ để đi chơi. Thì nghĩ là tối nay càng đông nữa, bữa nay rất là đông. Cho nên là cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em mình rất là nhiều. Khi tất cả anh chị em đến quán nhà Ti Thi á, thì mọi người cũng thấy ha, có cái bãi giữ xe đối diện. Với lại bên đây là bãi giữ xe hơi. Tất cả anh chị em đến quán Ti Thi á, vào lúc 12 giờ trưa cho đến 22 giờ tối. Ti Thi luôn phục vụ tất cả anh chị em mình. Mấy bữa nay thì hơi ốm lại nè mọi người. Thật ra là mấy bữa nay thì cũng làm việc rất là nhiều thứ để sao để phục vụ tất cả anh chị em vừa thành phố và vừa Tây Ninh. Ở Tây Ninh chẳng bàn á là rất là đông. Đồ ăn thì đưa từ thành phố về dưới để bán phục vụ tất cả anh chị em mình. Nhưng mà tất cả anh chị em mình ở dưới Tây Ninh nó yêu mến cực kỳ nhiều. Trong những trường hợp kinh doanh á thì nói chung ra cũng có điều sai xuất. Thì mọi người cũng thông cảm giùm nha. Tại vì mua bán ai cũng muốn đúng hết trơn á, nhưng mà nhiều khi làm mình không biết mình đúng hay mình sai. Chỉ có tất cả anh chị em mình nhìn nhận lại và góp ý và chia sẻ theo những cái trường hợp mà khi tất cả anh chị em thấy không phù hợp
thì có thể chia sẻ góp ý là người ta sẽ khắc phục lại thôi nha. Cảm ơn tất cả anh chị em. Trà Vinh luôn hả? Có múa hát không? Có phải không? À, mà đến quán này mấy lần rồi? Lần đầu tiên. Hả? Nhâm ba nói xin anh nhớt ngon không? Xin anh. À, bữa đây là bốn mét. À, score nhung du nữ. Score du hai. À, coi trên Facebook ha. Chồng đẹp trai quá. Hai người Trà Vinh luôn phải không? Nói chung là dễ thương quá, lần đầu tiên đến quán nhưng mà ăn cũng được phải không? Có ở Trà Vinh có ai bán gỏi không? Có. Có hả? Nhưng mà giống khẩu vị này không? Không phải không? À, ăn được phải không? Giá rẻ không? 60. Rẻ hả? Nhưng mà bình thường làm công ty thành phố phải không? Bình Tân ở đây nhưng mà giờ nghỉ làm phải không bữa nay? Cảm ơn nhiều nha, chúc mọi người ăn ngon miệng nha. Thật ra là nói chuyện với người ta chứ địa chồng ta không à, địa người yêu của người ta. Chứ anh cứ muốn nói chuyện lắm. Địa chồng của người ta là nhiều nhất. À, quay qua không gian ngày hôm nay tất cả anh chị em đến ăn gỏi á, thì khi tất cả anh chị em có rửa tay thì ngay đây. Bữa nay thì giờ cái địa điểm bán trà thì ngay đây cũng rất là gọn gàng, cái phục vụ tất cả anh chị em mình. Cho nên ai những lời già ai mà làm việc gì mà có kinh nghiệm nhiều hơn thì thích học hỏi lắm thiệt đó mọi người. Nhiều khi thì học hỏi nhiều thứ lắm á. Thì sanh ra tại vì biết sao thì nghèo thì không được đi ăn học cao, học được cái lớp 1 mà. Nhưng bây giờ đời hiện đại nhiều, có kinh nghiệm nhiều. Chứ bây giờ cái trên đời này nó nhiều xảy ra chuyện cái mình biết á, cái mình phấn khởi, mình vui. Cái bắt đầu cái mình cũng quyết liệt với cuộc sống mình luôn. Cho nên mình không có chán nản về cuộc sống của mình á, mình cứ làm, mình cứ làm, mình cứ làm. Cho nên đời nó đẩy đưa mình tới đâu thì mình đi tới đó. Chiếc xuồng ba lá tì teo, chiếc xuồng lục lặc, anh nghiêng bên đó, em nghiêng bên đây, anh nghiêng cái bên này. Chiếc xuồng phía trước anh bơi, còn thì sao lái, còn thì sao lái, che quay lòng vòng. Cảm ơn tất cả anh chị em mình rất là nhiều ạ. À, quay qua không gian thì ngày hôm nay sẽ có những món ăn như sau đây. Xoài sấy khô mới nhập về 100kg để phục vụ tất cả anh chị em mình. Xoài sấy dẻo khi rảnh rỗi xem phim, xem TT, xem phim Thái, xem phim Việt, xem tất cả các loại phim. Nhưng mà thôi gắng cố gắng để dưỡng da chứ, nóng quá bị cháy da hết là sụm nụ. À, bây giờ quay qua không gian nóng á, mọi người nhớ nha, ăn kem, kem dừa sầu riêng. Kem dừa sầu riêng nhãn thập cẩm cực kỳ béo, cực kỳ ngon. Nhưng anh chị em có thể thưởng thức kem dừa sầu riêng 90.000 một hộp nha, ăn kèm chung với bánh kẹp sấy giòn 140.000 nha, đến thưởng thức 2-3 người. Chai đẹp là thuốc bổ cho em, bồi bổ cho em mỗi ngày để em gặp. Và cái dây thần kinh số 7 của em nó giật lên khi được gặp chai đẹp. Thì lúc đó cái bắt đầu cái dây số 7 thần kinh cái đầu em nó giật lên một cái. Cái tai em nó ngoắc lên một cái, bắt đầu cái nó mạnh mới đâm gỗ được nhiều. Phải không em? Đó, hai em dễ thương quá, đến từ đâu vậy? Em đến từ đâu? Thủ Đức hả? Hai người này lần đầu tiên đến quán TT rất là dễ thương. Nhưng mà món nào mà hai người thích nhất? À, một người bò, một người gỏi. Vì mỗi người mỗi kiểu. Vậy là cái món nào cũng ngon mà món ngon mỗi khẩu vị. Hai người dễ thương quá ha. Năm nay được nhiêu tuổi vậy? Dạ em 20. 20 tuổi, còn anh kia? 27 tuổi, làm chồng thì được rồi. Đang làm việc phải không? Bữa nay nghỉ làm đi ra đi ăn luôn. Dễ thương quá ha. Nhưng mà thôi cảm ơn hai người nha. Chúc hai người mình ăn ngon miệng nha. Khi tất cả anh chị em đến thưởng thức tất cả các món ăn tại quán TT thì nếu có thiếu ngọt, thiếu chua, thiếu mặn, thiếu cay hoặc là có thể là như thế nào đó, có thể tất cả anh chị em đến góp ý TT thì mọi người cũng thông cảm giùm nha. Nhiều khi thì bận rộn quá cho nên lo đâm gỏi không à, không có lo tập trung, lo chụp hình với mọi người cũng đừng buồn thi nha. Nhưng mà khi tất cả anh chị em xem chương trình này, tất cả anh chị em hay nói là nó đâm nó văng dính tùm lum, thật ra mọi người cũng thông cảm đi, đâm gỏi nó không bao giờ nó đẹp giống như mà mình nấu nướng đâu, nó phải văng dính. Nhưng khi tất cả anh chị em xem cũng rất là thích, cũng có người thích, có người không thích. Những anh chị em nào mà thích á, anh chị em nói như nè, TT ơi dạy nghề đi, chứ làm hoài cực quá. Thì em cũng không cần giấu nghề, chỉ cần là thi bán một hũ mắm thôi. Mắm này nè, mắm ruốc trộn gỏi này nè, tất cả anh chị em mua một hũ về đâm gỏi với TT là ăn được rồi. Cũng dễ lắm, mua cái hũ mắm về cái mình tự đâm gỏi luôn. Với lại kiểu gì nè, đâm cái nó mệt mệt, cái tối cái lấy tiền đắp lên cái hết mệt, bù lại lấy tiền, có tiền. Còn không có tiền là không nổi đâu. Ví dụ đau vai thì đắp giấy 500, đau chỗ nào nhiều quá đắp giấy 500 nhiều vô cái nó hết mệt. Còn ví dụ đau ngay chỗ nào mà nó ít ít á thì mình có giấy 200, 300, hoặc là mình ăn ba cái đồi bò bổ vô, ăn gà, ăn thịt này nọ, đi chơi này nọ nè, mình lấy bù đắp lại những cái mệt mỏi của mình đó. Mình làm việc cực vậy nè, mình lấy tiền á, cái mình đi chơi du lịch đó, cái mình thấy hạnh phúc mình cái lúc mà mình đi chơi đó thì mình chịu đựng thôi. Mình muốn đi chơi thì mình phải làm. Muốn làm, muốn có tiền là phải làm thôi. Nhưng mà Thi cũng chịu đựng được nha.
Thi thi mệt mà Thi nhờ mọi người yêu mến á, cho nên Thi có động lực á. Bây giờ mọi người đến ở đây nè, yêu mến mọi người vui vẻ, đến ăn cái ủng hộ thì có tiền nhiều, cái Thi vui, Thi phấn khởi. Còn mà Thi bán ế ế là Thi mệt luôn, Thi làm biếng luôn. Đó. Nói chung ra cái gì cũng vậy trong cuộc sống á. Nếu mà muốn có tiền là phải chịu đựng. Thì mới biết được cái cảnh mà kiếm tiền nó cực khổ. Và khi mình mới biết được yêu mến mọi người và yêu mến người xung quanh và cha mẹ của mình. Tại vì mình nghĩ cha mẹ mình sinh ra cũng làm cực khổ nuôi mình. Thì mình có con thì mình cũng làm cực khổ để nuôi con mình, để kiếm tiền. Cái mắm ruốc mà Thi bán 200 ngàn một hộp. Mọi người nhớ nha, muốn đâm một phần gỏi á, thì đâm 2 tép tỏi, 1 trái ớt, 1 nắm đậu phộng, giả, kèm 1 tí bột ngọt với lại đường. Giả cho nhuyễn mấy cái này ra. Đó. Thì nhớ nha, đây là Thi múc cái giá của Thi, nhưng mà cái này là cái giá múc gỏi. Mọi người múc miếng chanh, miếng mắm, đâm một phần á là ít ít thôi. Đó. Giả đu đủ vô chung luôn, ngò, gai, đậu đũa, cà chua, đu đủ. Đây là ruốc, giả điều. Đây là ra được một phần gỏi ăn rồi nè. Đó. Quá dễ nha, mua hũ mắm nha. Mắm ruốc trộn gỏi Ti Thi thơm ngon mê ly, một hộp 200 ngàn nhận ship toàn cả đất nước Việt Nam. Đây cho hũ mắm ruốc ra thôi. Và khi mà bóc gỏi ra rồi hiền chồng khi người bóc. Đây bữa nay có người yêu Thi cái bên, bầu trẻ. Đây nha, mắm ruốc trộn gỏi Ti Thi thơm ngon mê ly 200 ngàn. Mọi người mua về chấm xoài, chấm cốc, trộn gỏi, xào thịt ba gỏi, nấu bún riêu cực kỳ ngon. Nhận ship toàn cả đất nước Việt Nam. Và sau đây chương trình Thi đã hướng dẫn cho tất cả anh chị em mình xem cách đâm gỏi của Ti Thi. Thì tất cả anh chị em xem nãy giờ mọi người có chấm được điểm nào mà mọi người đã biết cách đâm chưa ạ? Nếu mà chưa biết cách đâm thì comment lên hỏi Thi. Còn nếu mà biết rồi thì mình có thể là mua một hũ mắm về vui vẻ nha. Bữa nay là Ti Thi làm trực tiếp, nước chấm này là tự chính tay bằng tay Thi làm để phục vụ tất cả anh chị em về cái bí quyết làm nước chấm thơm ngon nực nồng. Tất cả anh chị em hỏi Thi có bao giờ mà bán cái miếng nước chấm này không? Thi không có bán. Chỉ khi tất cả anh chị em mua một hộp chân gà như vậy thì có tặng cho anh chị em mình một cái hộp nước chấm. Đó, một hộp chân gà rút xương. Nước chấm này là Thi sẽ nấu nước đường với lại là gia vị là Thi nêm nếm sẵn hết. Một ngày là Thi bán hết 1,5 thùng. Ba cái này là 2 ngày là luôn cả Tây Ninh nha mọi người nha. Đó, thì nó thơm nực nồng nè. Khi mọi người ăn là có nước chấm này. Nước chấm này là Thi nấu bằng máy luôn, Thi quay bằng máy luôn, cho nên nó nhuyễn đều và nó sẽ loãng như vậy để dễ mọi người dễ mình ăn. Đó, không còn một miếng đường luôn nha, rất là ngon, đậm đà. Thì một hộp chân gà tặng một hộp nước chấm. Và 115 ngàn mình gồm có chân gà, nước chấm với lại một ly trà tắc. Đây là cái kho lạnh mà Thi để ướp nước chấm, để vô nước chấm để khi phục vụ tất cả anh chị em mình mỗi ngày. Đó, thì kho lạnh này lúc nào cũng lạnh hết trơn thì nước chấm nó mới kẹo, nó mới ngon nha. Mà đặc biệt trà đi về Tây Ninh cũng vậy luôn, cũng để lạnh luôn. Đó, trà mà đóng gói, đóng bọc gì đó rồi Thi chở về Tây Ninh, đó, mỗi ngày nha. Chân gà này lúc nào Thi cũng làm mỗi ngày vào buổi sáng để phục vụ tất cả anh chị em mình á. Để khi tất cả anh chị em ăn không hết, đóng tủ lạnh hoài liên tục vì thời tiết nóng nắng lắm. Cho nên tất cả anh chị em ăn cái gì phải để vô tủ lạnh cho nó mát, nó ngon, phải không anh? Đó. Thì thôi cũng cảm ơn chương trình ngày hôm nay nha. Nước chấm Ti Thi thơm ngon mê ly, phục vụ tất cả anh chị em mình đã đến ủng hộ nha. Cảm ơn rất là nhiều và luôn luôn yêu mến. Hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào HTV Ti Thi vào clip ngày mai.